Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tin học Đông Phương. Hôm nay chúng ta tiếp tục với khóa học Excel dành cho người mới được phát miễn phí trên kênh Tin học Đông Phương. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh thì các bạn hãy cho mình một nút đăng ký để chúng ta tiếp tục đồng hành vào những video tiếp theo, cũng như là các bạn có thể tham khảo rất nhiều video ở trên kênh Tin học Đông Phương nói về Excel, VBA cũng như những kỹ năng về tin học văn phòng nha. Trong bài hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một cái hàm về thống kê rất là thông dụng. Và mình thường xuyên sử dụng những cái hàm này trong những cái báo cáo thống kê trên Excel. Đó là hàm sum if và hàm sum if s. Thì cách sử dụng như thế nào? Về lý thuyết mình có soạn ra đây cho các bạn rồi. Các bạn có thể tải cái file thực hành ở phần mô tả video, các bạn đọc thêm ha. Chúng ta sẽ đi xử lý trường hợp cụ thể mà mình có ví dụ trên đây. Ví dụ như ở đây mình có một cái bảng chi tiết bán hàng, gồm có cột ngày, cột tên khách hàng, cột tên hàng, số lượng, đơn giá thành tiền. Và từ cái bảng này mình gọi là nó là cái bảng data, bảng dữ liệu. Từ bảng này mình sẽ làm ra những cái báo cáo như sau. Thứ nhất đó là báo cáo theo khách hàng. Chúng ta tìm từ cái bảng này, chúng ta thống kê được doanh thu của từng khách hàng mua là bao nhiêu. Báo cáo thứ hai mà chúng ta cần phải làm đó là tính được doanh thu của từng khách hàng, nhưng mà nó có thêm cái điều kiện là trong một khoảng thời gian ngày nữa. Đó, cái này là mình rất hay sử dụng trong thực tế ha. Báo cáo thứ ba là mình sẽ lập công thức để tính doanh thu theo sản phẩm của từng khách hàng. Có nghĩa là cái bảng này chúng ta có thể xem được là khách hàng A mua sản phẩm 1 là bao nhiêu, sản phẩm 2 là bao nhiêu. Tương tự khách hàng D, C, B, E. Đó, thì các bạn có thể dùng một công thức nào đó lập vào đây và chúng ta kéo hết cho cả bảng để nó ra cái số thống kê của chúng ta. Đó, thì trong video này mình sẽ sử dụng hai cái hàm sum if và sum if s để mình xử lý, và mình sẽ nói thật chậm để các bạn có thể hình dung được cái nguyên tắc và cái cách sử dụng cái hàm sum if và hàm sum if s nó như thế nào ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào video thôi. Chúng ta đi cái báo cáo đầu tiên ha, thống kê doanh thu theo khách hàng dựa vào cái bảng data này. Thì ở bài trước mình đã có học cái hàm gọi là hàm count if và hàm count if s để chúng ta đếm. Còn bây giờ chúng ta sang một cái hàm gọi là hàm tính tổng có điều kiện. Tức nghĩa là sao? Là từ cái bảng này này, đó, các bạn chú ý cái cột B là cột tên khách hàng, tương ứng với cột doanh số ở đây là thành tiền đây. Thì mình sẽ tính được là cái khách hàng A này này, chúng ta bán được bao nhiêu tiền. Thì theo cái cách mà thông dụng, nếu mà không nói về hàm mà theo cách thủ công á, thì chúng ta muốn tìm tính tổng của khách hàng A thì chúng ta phải lọc ra những khách hàng A đó. Sau đó chúng ta lấy những cái con số này này, ví dụ ở đây màu vàng đây mình đánh dấu. Mình đánh dấu màu vàng. Đây khách hàng A đúng không? Doanh số đây. Xong rồi chúng ta sẽ tìm tiếp những khách hàng A nữa, ví dụ như là đây, chúng ta đánh dấu. Sau đó chúng ta lấy cái con số này, chúng ta cộng lại. Đó, hoặc là ví dụ như theo cách lọc thông thường thì chúng ta kích vào đây. Chúng ta lọc khách hàng A ra. Đó, ok. Sau đó chúng ta lấy hết tất cả những cái con số thành tiền này, chúng ta tổng lại. Thì đó là cái doanh thu của khách hàng A. Tuy nhiên thì cái cách này nó rất là thủ công, bởi vì chúng ta phải lọc ra từng khách hàng để chúng ta cộng. Như vậy thì nó không có khả thi trong trường hợp mà chúng ta muốn tính rất là nhiều khách hàng như thế này. Đó, thì bây giờ chỉ một công thức thôi thì chúng ta có thể tính ra doanh số của những khách hàng này rất là nhanh. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ lọc đi, mình quay lại bài ha. Thì trước tiên chúng ta phải tìm hiểu hàm sum if nó là hàm gì. Sum if nó là một hàm để tính tổng các giá trị trong một phạm vi đáp ứng một điều kiện cụ thể. Các bạn chú ý ha, đáp ứng một điều kiện cụ thể. Thì tí nữa chúng ta sẽ học hàm sum if s là nhiều điều kiện nha. Và cú pháp của nó là sum if range, là đây là gọi là vùng điều kiện. Cái này là điều kiện, còn đây là vùng tính tổng. Thì quay lại bài, chúng ta có vùng điều kiện là cái vùng gọi là vùng khách hàng này. Cột B này là vùng điều kiện. Bây giờ mình sẽ tô cái màu cho các bạn xem. Cột B này gọi là cột vùng điều kiện. Và điều kiện chúng ta cần đếm đó là cái khách hàng này, là cái tên khách hàng này, là cái ô này ha. Đó, cái ô này. Và cái cột mà chúng ta sum range này, cái sum range này là cái vùng mà chúng ta cần tính tổng, là cái cột thành tiền này đúng không? Thành tiền này. Thì cái chúng ta cần tính tổng cái cột thành tiền này. Đó, cái cột thành tiền này, mình cho màu khác đi. Màu này đi ha. Như vậy thì đây là vùng điều kiện này, đây là vùng tính tổng. Và cái điều kiện chúng ta đếm là cái tên khách hàng này. Như vậy thì chúng ta sẽ bằng sum if range đầu tiên, nó là cái vùng mà chúng ta vùng đếm, là cái cột mà tên khách hàng chúng ta kích vào sheet data.
chúng ta kích vào cái cục B này, chúng ta kích vào. Tuy nhiên thì ở đây các bạn thấy nó hiện là BF, lý do là ở đây cái tiêu đề của mình có trộn ô, thì ở đây mình bỏ trộn ô đi ha, bỏ trộn ô này đi. Rồi bây giờ mình làm lại nha, bằng sum if range của cái cột này. Thông thường thì trong cái bảng dữ liệu của chúng ta chỉ chọn là từ ô B4 thôi, ô này thôi, tới ô cuối cùng, đúng không? Tới ô cuối cùng như thế này, thì từ B4 đến B139 thôi. Nhưng mà trong thực tế thì dữ liệu của chúng ta có thể phát sinh thêm nữa, cho nên là khi mà mình sử dụng hàm sum if thì mình thường hay là chọn hết nguyên cột. Đó, chọn hết nguyên cột thì một câu hỏi đặt ra, khi mà chọn hết nguyên cột nó có nặng hơn, cái công thức nó có nặng hơn so với việc mà chúng ta chọn một vùng cụ thể ngắn lại không? Thì theo kinh nghiệm của mình á, có thể nó nặng nhưng mà không đáng kể, có nghĩa là mình không nhận biết được. Cho nên là tốt nhất khi mà chúng ta sử dụng hàm sum if cho một bảng data nào, mình cứ chọn hết nguyên cột. Trong trường hợp mà không có dữ liệu khác nha, chỉ có dữ liệu của cái bảng data này thôi. Còn nếu mà theo nguyên tắc thì mình sẽ chọn từ từ ô mà có dữ liệu chúng ta cần tích nè, B4 cho tới B cuối cùng. Đó. Tuy nhiên khi mà chúng ta chọn cái vùng như này, lỡ mà dữ liệu nó có phát sinh ở dưới này á, thì nó bị sót đi, cho nên mình sẽ chọn nguyên cột luôn. Đó. Thì trong bài học này mình thống nhất là mình chọn nguyên cột ha, nguyên cột B. Đó, nguyên cột B là data B này. Sau đó chúng ta bấm F4 để chúng ta cố định lại cái vùng đó. Phải. Tiếp tục tới cái điều kiện là chúng ta cần đếm cái gì trong cái cột này. Đó. Thì chắc chắn là chúng ta đếm cái khách hàng này rồi. Rồi ở đây nó hiện ra cái tên sheet luôn, thì chúng ta xóa tên sheet đi, không nhất thiết phải chọn tên sheet, bởi vì cái công thức này nó đang hiển thị trên cái sheet doanh thu theo khách hàng rồi, chúng ta xóa đi. Chỉ khi mà chúng ta trỏ chuột sang một cái sheet khác, ví dụ như sheet data này, thì mới có cái tên sheet ở trước. Phải. Tiếp theo chúng ta kích vào sheet data, chúng ta chọn vào cột tính tổng, rồi chúng ta cũng bấm F4 cố định lại, sau đó đóng ngoặc lại. Như vậy thì ở đây hàm sum if nó sẽ có 3 đối số. Đối số thứ nhất là range, là cái vùng đếm điều kiện. Cái đối số thứ hai đó là điều kiện cần đếm. Và đối số thứ ba là vùng tính tổng, là cột tính tổng. Sau đó chúng ta bấm Enter. Đó. Bây giờ mình định dạng cho cột này là số đi ha. Rồi các bạn hình dung chưa? Như vậy thì cái hàm này nó có 3 đối số nè. Range là vùng đếm. Đây là điều kiện đếm. Vùng đếm này. Điều kiện đếm. Đây là vùng tính tổng. Đó, các bạn hình dung không? Thì trong lý thuyết này các bạn đọc thì các bạn cũng có thể hiểu được ha. Như vậy thì vừa rồi mình làm hàm sum if, nhưng mà khi mà dữ liệu data nó nằm trong một sheet khác, thì khi mình sử dụng công thức á, mình viết công thức mình phải chuyển lại giữa các sheet ha, chuyển sang sheet data rồi chuyển sang sheet thống kê rồi chuyển sang sheet data. Như vậy thì nó mất thời gian, và nhìn cái công thức của chúng ta á, ví dụ như nếu mà cái tên sheet này nó dài, nhìn công thức của chúng ta rất là rối, cho nên mới phát sinh cái việc đó là chúng ta nên đặt name range cho những cái vùng mà chúng ta cần đặt công thức. Thì ở đây cái cột data mà cột B của cột data này mình sẽ đặt cho nó một cái name range. Bây giờ cái cách đặt name range thì mình sẽ kích vào sheet data, sau đó mình kích vào nguyên cái cột tên khách hàng này luôn, cột B này luôn, mình đặt rõ chuột, kích đến mình chọn ha, đặt rõ chuột vào name box này, mình sẽ đặt nó một cái tên, và cái tên này nó sẽ là viết liền, không dấu và không khoảng trắng luôn nha. Ví dụ như có thể có dấu nhưng mà không khoảng trắng. Ví dụ ở đây mình ghi là khách hàng ship gạch data đi, ví dụ như thế. Mình sẽ viết đặt một cái tên như này, mình bấm Enter. Đó, thì nó sẽ hiện ra, khi chúng ta chọn nguyên cục B thì nó hiện ra cái tên của cái vùng mà chúng ta đã đặt luôn. Đó. Và cái tên này đặt này nó cũng sẽ xuất hiện trong cái mục là formula, chọn là name manager. Thì trong này chúng ta sẽ có một cái name gọi là khách hàng ship gạch data, và cái value này các bạn kích đúp vào để chúng ta xem được cái name này và cái vùng chúng ta đặt là đó là cục B trong sheet data. Chúng ta có thể kích vào đây, chúng ta sửa xóa nếu chúng ta muốn. Rồi, đây là cục B. Bây giờ chúng ta đặt tiếp cục tên thành tiền là cục F nữa. Chúng ta đặt ở đây, chúng ta ghi là thành tiền siêu gạch data. À, nếu chúng ta đặt tên chữ thành tiền không được không? Vẫn được nha. Ví dụ ở đây là mình ví dụ như ở đây mình đặt tên thành tiền thôi, mình không có siêu gạch data cũng được. Tuy nhiên thì trong thực tế cái file của chúng ta làm rất là nhiều sheet, và các bạn có thể đặt rất là nhiều name range. Cho nên khi chúng ta đặt một cái vùng nào đó trong sheet nào thì chúng ta ship gạch cái tên sheet đó, để khi mà chúng ta đặt hàm á, chúng ta cứ gọi những cái vùng này lên thì chúng ta không bị nhầm lẫn. À. Rồi như vậy thì chúng ta đã đặt name range của hai cái cột này rồi, thì bây giờ chúng ta sửa công thức làm sao?
chúng ta đắp vào đây, đắp vào đây, chúng ta sửa cái vùng này, cái vùng này gọi là data của B này, nó là gì? Khách hàng đúng không? KH. Khi chúng ta gọi chữ KH thì nó sẽ một vài ký tự đầu nó sẽ hiển thị ở cái name range ở dưới đây cho chúng ta chọn luôn, có nghĩa là nó gợi ý, như cứ đắp vào đây để chọn. Đó. Và cái cục F này nó là cột gì? Hồi nãy chúng ta đặt là cột thành tiền đúng không? Chúng ta sửa lại là thành tiền. Đó, gõ một vài từ khó thì nó ra rồi. Bấm phím tab để cho nó nhảy lên. Đó, sau đó chúng ta bấm enter. Thì cũng như thế. Đó, như vậy thì bây giờ chúng ta viết lại cái hàm. Thì nó đơn giản hơn rất nhiều, bằng này, sum ifs. Bây giờ mình viết ở cái dòng dưới đi ha. Bằng này. Sum ifs. À sum if thôi, chưa có s ha. If. Đối số đầu tiên là range, là cái vùng đếm. Thì chúng ta cần đếm vùng khách hàng thì chúng ta bấm KH, xếp cả data nha. Phải, cái điều kiện cần đếm thì chúng ta đếm cái tên khách hàng này. Đó. Rồi, phải, chúng ta tính tổng, sum range là cái vùng tính tổng, chúng ta tính tổng thành tiền, chúng ta ghi chữ thành tiền. Đó. Sau đó chúng ta đóng ngoặc lại, đủ 3 đối số, bấm enter. Đó. Thì khi mà chúng ta đặt name range như này á, chúng ta cứ đắp vào, chúng ta coi công thức thì công thức của chúng ta vẫn gọn hơn và chúng ta hiểu được này là cột gì trong sheet nào. Đó, rất là dễ trong quá trình mà chúng ta sửa chữa hoặc là bảo trì ha. Rồi, khi mà chúng ta đặt name range rồi thì chúng ta không cần phải cố định nữa. Đó, sau đó chúng ta sẽ kéo công thức này xuống. Ok chưa? Rồi, xong, như vậy là chúng ta đã tạo ra là doanh thu của từng khách hàng rồi. Bây giờ sau khi mà làm một cái báo cáo thống kê xong, chúng ta cần phải kiểm tra chéo, đó là chúng ta tổng cái doanh thu này của tất cả khách hàng này nó có bằng là tổng doanh thu trong sheet này không. Thì ở đây mình sẽ bằng nè, sum, mình tổng từ trên xuống dưới của 5 khách hàng ha. Tổng doanh thu là 2.451.254. Thì bây giờ trong cái sheet data này mình cũng đặt cái hàm sum ngay chỗ đầu để mình kiểm tra chéo, bằng sum của từ trên xuống dưới. Ở đây mình sửa công thức lại cho 10.000 đi ha. Sửa dư cũng không sao hết. Enter. Thì các bạn thấy là kết quả này 2451254 này bằng cái này. Đó. Trong trường hợp mà các bạn lười kiểm tra hai số vì nó nhiều quá thì mình sẽ bấm bằng cái ô này trừ cho cái ô tổng bên này. Bấm enter, nếu nó ra bằng 0 là đúng, có nghĩa là hai số bằng nhau. Còn trong trường hợp mà nó bị lệch á thì có nghĩa là cái công thức của chúng ta bị sai. Lý do là trong này nó có tất cả là 5 khách hàng tương ứng với doanh thu. Thì khi mà chúng ta thống kê lại tất cả 5 khách hàng thì nó phải bằng doanh thu của bên kia. Nếu mà không bằng thì sai. Thì đó là cách kiểm tra chéo nha các bạn. Đó. Thì đó là cách sử dụng hàm sum if để chúng ta thống kê dữ liệu từ một sheet data. Bây giờ chúng ta sẽ sang một báo cáo nó nâng cao hơn. Đó là doanh thu theo thời gian. Ngoài cái thống kê là theo khách hàng rồi, bây giờ chúng ta theo thời gian nữa, thì ở trong bảng data này mình có một cái cột ngày. Thì ở đây mình sẽ có là doanh thu từ tháng 1, ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 30 tháng 6. Nguyên bản này là có 3 tháng. Tuy nhiên chúng ta muốn thống kê doanh thu của khách hàng A trong 1 tháng thôi, ví dụ từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ không thể sử dụng hàm sum if được nữa, bởi vì hàm sum if nó chỉ hỗ trợ một điều kiện thôi. Như vậy thì một điều kiện hồi nãy đó là điều kiện khách hàng thôi. Bây giờ nó có thêm ngay nữa thì nó sẽ phát sinh hai điều kiện, cho nên chúng ta sẽ sử dụng hàm là sum ifs nha. Rồi bây giờ lý thuyết của hàm sum ifs nó là như thế nào? Hàm sum ifs là một hàm Excel rất là mạnh mẽ để tính tổng các giá trị trong một phạm vi đáp ứng nhiều điều kiện. À, nó khác nhau ở chỗ đây nè các bạn. Ở trên hàm sum if thì chúng ta chỉ có là một điều kiện thôi. Còn dưới đây nó là nhiều điều kiện bởi vì nó có chữ S. Chữ S là số nhiều ha. Đây là một sự mở rộng của hàm sum if cho phép bạn áp dụng nhiều điều kiện cùng lúc. Cú pháp của nó như sau. Sum if. Đối số đầu tiên là hàm sum range. Đó. Các bạn thấy có một sự khác nhau ở trong cái hai hàm này. Cái hàm sum if á, thì cái hàm sum range, cái đối số sum range nó nằm cuối cùng. Còn cái điều kiện nó nằm đầu tiên. Còn ở dưới đây là hàm sum range, cái đối số sum range nó nằm đầu tiên, sau đó nó mới triển khai các cái vùng điều kiện và điều kiện. Đây là vùng điều kiện này, có chữ range là vùng điều kiện, còn đây là điều kiện. Các bạn thấy là sum range này, sau đó tới những cái cặp, đó là vùng điều kiện và điều kiện một, vùng điều kiện và điều kiện hai. Như vậy thì chúng ta lần lượt chúng ta khai báo những cái đối số này.
Quay trở lại bài, bởi vì chúng ta có thống kê ngày cho nên là chúng ta cũng tiếp tục đặt cái name range này là ngày. Đấy chưa? Chúng ta kích vào cục A, chúng ta ghi là ngày ship gạch data. Đấy chưa? Như vậy thì chúng ta đã có là ngày data này, tên khách hàng data này, doanh thu, thanh tiền data. Đấy chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng hàm sum ifs như sau. Bằng sum if s. Đó. Khi chúng ta tạo mà chúng ta gõ hàm thì nó cũng sẽ gợi ý những đối số cho chúng ta đây. Sum range đó là cái vùng mà cần tính tổng. Bây giờ chúng ta cần tính tổng doanh thu, đó là cột thành tiền. Như vậy chúng ta gõ thành tiền luôn. Ship gạch data. Đấy chưa? Phải. Tiếp tục là điều kiện này. Thì chúng ta cần tính tổng của khách hàng, cho nên cái vùng đếm thứ nhất là cái vùng đếm ở đây, vùng điều kiện ở đây nó là khách hàng ship gạch data. Đó là cái vùng bên này nha các bạn. Đáng lẽ ra là mình không ghi như này, mà mình kích ra đây, mình kích vào trong cái này, cục B này. Nhưng mà bởi vì mình đặt name range rồi cho nên mình gõ luôn. Chứ còn nếu mình chuyển qua đây mình kích thì ở đây các bạn nó cũng ra cho chúng ta cái vùng mà chúng ta đã đặt tên này. Đó, các bạn hiểu không? Rồi quay trở lại. Ở đây chúng ta ghi là khách hàng ship gạch data. Phải, cái điều kiện là cái ô A7 này, đúng không? Chúng ta đếm khách hàng trong cái vùng này. Đây, chúng ta kích vào ô A7. Đó. Cũng tương tự chúng ta xóa cái tên này luôn đi. Cái tên sheet này luôn này. Đó. Rồi. Phải. À, bây giờ ngày nó phải sẽ trong cái khoảng này này. Thì cái ngày chúng ta cần đếm cái ngày thì chúng ta sẽ ghi là ngày data. Cái vùng là ngày data. Trong khoảng từ ngày 1 đến ngày 31 thì các bạn phải hiểu đó là cái ngày này nó phải lớn hơn bằng là ngày 1. Lớn hơn hoặc bằng ngày 1 tháng 5 và nhỏ hơn hoặc bằng ngày 31 tháng 5. Như vậy thì ở đây chúng ta có thêm hai điều kiện nữa, một điều kiện lớn hơn hoặc bằng, một điều kiện là nhỏ hơn hoặc bằng. Như vậy thì ở đây ngày data chúng ta sẽ ghi như sau. Mở dấu kép ra. Lớn hơn hoặc bằng. Đóng dấu kép lại và chúng ta sử dụng biện pháp nối chuỗi và với cái ô này. Các bạn hiểu không? Đây các bạn nhìn được công thức này. Thì nó hiện ra tên sheet mình cũng xóa nó đi ha. Lớn hơn hoặc bằng B3 và khi chúng ta kéo công thức xuống thì chúng ta cố định cái ô B3 này lại, bấm F4. Chúng ta vừa khai báo xong thêm một cặp điều kiện nữa. Đó là vùng điều kiện và lớn hơn ngày. Rồi bây giờ chúng ta thêm một điều kiện là phải nhỏ hơn. Nhỏ hơn cái ngày 31 tháng 5 thì chúng ta phải khai báo thêm lại cái vùng ngày data. Phải. Và sau đó chúng ta nhỏ hơn hoặc bằng. Và các bạn nhìn trên cái thang công thức này nha. Và cái ô đến ngay này. Tương tự cũng xóa tên sheet đi. Rồi chúng ta F4 được cố định lại. Đóng ngọt lại. Rồi xong hết các điều kiện. Như vậy thì ở trong công thức này chúng ta sẽ có 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là khách hàng này. Điều kiện thứ hai lớn hơn bằng từ ngày. Và điều kiện cuối cùng đó là nhỏ hơn bằng từ ngày. Sau đó chúng ta bấm Enter. Rồi. Và chúng ta kéo xuống thôi. Đó, các bạn thấy rất đơn giản đúng không? Cũng không có gì khó hết. Đối số đầu tiên là sum range là vùng tính tổng. Sau đó yêu cầu bao nhiêu điều kiện thì chúng ta khai báo ra những cái cặp. Đó là vùng điều kiện và điều kiện. Đó. Đơn giản ha. Rồi bây giờ chúng ta định dạng số cho ngày. Định số scenario. Ok. Bây giờ chúng ta cũng sử dụng phương pháp kiểm tra chéo. Đó là chúng ta tính sum của 5 khách hàng này đúng không? Nó ra một con số là 987 triệu để im để cái đã. Rồi bây giờ mình qua sheet data để mình kiểm tra chéo một lần nữa. Bây giờ chúng ta kiểm tra chéo. Đó là tổng khách hàng của từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Thì chúng ta qua sheet data. Chúng ta lọc ra. Kích vô cái. Chúng ta bật chế độ filter nha. Đây. Bật chế độ filter. Sau đó chúng ta kích vào đây. Chúng ta chọn là. Chúng ta bỏ chat ở đây và chúng ta chỉ chọn tháng 5 thôi. Tháng 5. Sau đó chúng ta bấm OK. Rồi nó lọc ra những kết quả của tháng 5 thì mình bôi đen từ dòng đầu tiên tới dòng cuối cùng để mình xem. Thì các bạn thấy nhìn ở dưới đây các bạn thấy được là hàm sum này là 987357. Ở đây dưới đây thì chúng ta qua bên cái sheet này chúng ta thấy là 987357. Như vậy là số liệu trùng khớp là đúng ha. Rồi, như vậy thì chúng ta đã hiểu sơ qua và hàm sum ifs. Cái chức năng nó cũng giống như hàm sum if thôi, nhưng mà nó thống kê được nhiều điều kiện trong một công thức. Và nó khác nhau một cái nữa, đó là cái đối số sum range sẽ nằm đầu tiên so với việc mà đối số sum range nằm cuối cùng như hàm sum if. Đó. Thì cách sử dụng
thì các bạn có thể đọc lại chỗ lý thuyết này ha. Rồi bây giờ chúng ta thêm một cái bài ví dụ nữa về hàm sum ifs nữa cho các bạn xem. Chúng ta qua bên cái mục doanh thu này, doanh thu theo khách hàng và sản phẩm. Bây giờ nó chúng ta cần phải tìm ra, tính ra được là sản phẩm 1 doanh thu bao nhiêu đối với khách hàng A tương tự với nhiều khách hàng. Vậy thì ở đây chúng ta cần tìm ra sum ifs của hai điều kiện. Một điều kiện thứ nhất là theo khách hàng này. Điều kiện thứ hai là theo sản phẩm. Nó chỉ có hai điều kiện thôi. Nhưng mà chúng ta tạo một công thức làm sao để chúng ta tạo vào cái ô này thôi. Chúng ta có thể kéo hết cho tất cả các bạn này. Đối với sale nó có một cái công cụ thống kê rất là mạnh nữa, mà chúng ta chỉ cần một vài cái chuột thôi, nó ra được cái báo cáo thống kê như này, đó là power table. Tuy nhiên trong bài này, để hiểu thêm về hàm sum ifs thì mình sẽ sử dụng cái hàm này và không sử dụng power table. Và cái power table đấy mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở một cái video sau này ha. Chúng ta sẽ đặt công thức như sau, bằng sum ifs. Cũng tương tự, đối số sum range nó là cái vuông tính tổng. Thì lúc nãy chúng ta đặt cái tên đó là thành tiền rồi, đúng không? Thành tiền sheet và data. Rồi, phải. Tiếp theo điều kiện thứ nhất. Chúng ta có thể lấy điều kiện thứ nhất là khách hàng cũng được, hoặc là sản phẩm cũng được. Bây giờ giả sử ở đây mình lấy điều kiện thứ nhất là sản phẩm đi. Và điều kiện thứ hai là khách hàng sau ha. Sản phẩm thì chúng ta cần phải đặt name range cho cái cột tên sản phẩm. Lúc nãy chúng ta chưa đặt, đúng không? Chúng ta quay lại sheet data. Chúng ta bấm escape để hủy đi, hủy công thức đi. Sau đó chúng ta qua sheet data. Mình bỏ lọc này đi ha, bỏ lọc đi. Chúng ta đặt cho cái cột tên hàng này. Lúc nãy chúng ta chưa đặt thì mình kích vào cục C. Sau đó mình đặt tên đây, ví dụ như là tên hàng. Hay là mình ghi sản phẩm đi. Sản phẩm ship gạch data. Sau đó chúng ta qua lại cái sheet thống kê rồi chúng ta đặt hàm lại ha. Bằng sum ifs của cột thành tiền để tính tổng, đúng không? Phải sản phẩm ship gạch data. Phải. Và chúng ta đếm cái tên sản phẩm 1 này, được chưa? Rồi phải tiếp tục tới khách hàng. Khách hàng ship gạch data, phải. Và chúng ta đếm tên khách hàng này. Đó. Sau đó chúng ta đóng ngoặc lại. Như vậy thì nó chỉ có hai điều kiện thôi, cái sản phẩm và khách hàng thôi, bấm enter. Sau đó bây giờ chúng ta điều chỉnh công thức như thế nào để chúng ta kéo xuống. Chúng ta kéo xuống như này cũng được nè, hoặc là chúng ta kéo qua này cũng được nè. Đó, chỉ một công thức thôi. Và chúng ta copy hết tất cả những ô này thì chúng ta điều chỉnh như thế nào, thì nó có một cái bí quyết ở đây, đó là liên quan tới cái kỹ thuật, đó là cố định ô. Các bạn chú ý công thức như thế này nha. Đó. Những cái vùng chúng ta đã đặt name range thì chúng ta không cần cố định nữa. Chúng ta chỉ quan tâm hai cái ô mà chúng ta cần cố định là ô này với ô này. Bây giờ mình sẽ kéo cái ô này từ B5 cho đến B6 kéo xuống. Và sau đó chúng ta sẽ kích đúp vào trong cái ô này để chúng ta kiểm tra cái hai cái vào. Thì các bạn thấy là sản phẩm 1 ở trên nó chạy xuống sản phẩm 2 là đúng rồi. Tuy nhiên thì cái khách hàng A này, này ở trên này nó chạy xuống ô này. B4 nó xuống B5 có nghĩa là sai. Nó vẫn là khách hàng A mới đúng. Như vậy thì ở đây nó sẽ trở thành B4. Như vậy thì chúng ta cần cố định cái dòng 4 này này. Đó. Thì chúng ta cần phải cố định dòng 4. Như vậy tại công thức ở trên đây chúng ta cố định dòng 4 bằng cách chúng ta đưa cái dấu đô la trước số 4, chúng ta gõ dấu đô la vào. Chúng ta bấm enter. Bây giờ chúng ta thử kéo xuống này. Và chúng ta kích đúp vào đây để chúng ta xem thì vẫn là sản phẩm 2 và khách hàng A. Như vậy là đúng rồi. Bây giờ chúng ta thử kéo xuống hết tất cả tới 20 khách hàng. Được chưa? Như vậy là ok, bây giờ mình kích đúp vào đây mình xem. Như vậy là sản phẩm 8 là đúng, khách hàng A là đúng. Được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta điều chỉnh là thêm đô la trước số 4. Rồi, bây giờ tiếp tục. Chúng ta thử kéo cái công thức này qua bên phải cho khách hàng D. Năm này, chúng ta kéo qua. Không ra kết quả đúng không? Như vậy thì chúng ta kích đúp vào đây chúng ta để chúng ta xem thử lý do tại sao. Thì từ khách hàng A chuyển qua khách hàng D là đúng rồi, cái ô này là đúng. Tuy nhiên cái sản phẩm 1 nó nhảy qua cái ô này gần như là sai. Như vậy thì ở đây cái sản phẩm này vẫn là A5 chứ không phải là B5. Như vậy thì chúng ta cần phải cố định cái cục A lại. Đó. Thì chúng ta sẽ quay về công thức đầu tiên. Chúng ta cố định cái cục A ở đây. Chúng ta thêm dấu đô la ở cục A. Chúng ta bấm enter. Như vậy là cái cách này, đó là cách xử lý, đó là chúng ta kéo công thức, chúng ta kiểm tra và nó sai ở đâu chúng ta sẽ xử lý ở đó. Được chưa? Rồi chúng ta kéo qua đây. Chúng ta cứ đúp vào rồi chúng ta xem lại một lần nữa. Đó. Sản phẩm 1 là đúng này, khách hàng D là đúng. Được chưa? Sau đó chúng ta kéo qua bên này tới cuối cùng luôn. Và chúng ta cứ đúp vào cái ô này, chúng ta cũng xem là sản phẩm 1 khách
Hàng E là đúng. Rồi, bây giờ chúng ta thử kéo cái ô này xuống. Kéo xuống. Rồi chúng ta kiểm tra ngẫu nhiên một ô. À, chúng ta thấy là khách hàng D, sản phẩm 7 là đúng ha. Rồi như vậy thì công thức chúng ta đúng hết rồi, chúng ta chỉ cần copy này, một ô này. Ô nào không được, ô bất kỳ. Sau đó chúng ta bôi đen hết cái bảng. Sau đó Ctrl V để dán ra thì nó ra kết quả. Mấu chốt vấn đề ở đây là gì? Ở đây chúng ta cần phải biết được là mỗi cái ô mà chúng ta đặt trong công thức này nó cố định dòng hay là cố định cột mỗi khi chúng ta kéo công thức. Như vậy thì ở trong công thức này, riêng cái ô sản phẩm này nè, A5 này, chúng ta cần phải cố định cột A để khi chúng ta kéo qua bên phải thì cái cột A này nó không chạy sang cột BCD. Tuy nhiên dòng 5 chúng ta không cố định, bởi vì dòng 5 khi chúng ta kéo xuống thì chúng ta cần nó chạy từ dòng 1, dòng A5 tới dòng 6 mới đúng, đúng không? Chúng ta kéo xuống thì cái dòng này nó phải chạy. Rồi, tiếp tục cái khách hàng này, chúng ta khi mà chúng ta kéo qua bên phải thì chúng ta cho nó chạy. Như vậy thì chúng ta không có cố định cục C. Mà khi chúng ta kéo xuống thì cái dòng này, khách hàng này vẫn là dòng 4, cho nên chúng ta phải cố định cái dòng 4 này lại. Đó, đây là cái thủ thuật để chúng ta phải biết được là chúng ta cố định dòng hay là cố định cột. Nếu các bạn mới đầu tiên vô, các bạn chưa biết được cố định dòng nào thì chúng ta kéo công thức và chúng ta kiểm tra nó sai ở đâu thì chúng ta sẽ xử lý cố định ở đó, giống như lúc nãy mình đã làm ha. Đó là cách dễ nhất. Rồi, bây giờ chúng ta ra một bảng kết quả rồi thì chúng ta cần phải có một thao tác mình luôn nhắc các bạn, đó là kiểm tra chéo. Bây giờ mình kiểm tra hết tổng cái doanh thu ở trong cái bảng này, nó có bằng cái tổng doanh thu này hay không là chúng ta biết, đúng không? Bây giờ ở đây mình sẽ bằng này, lấy một ô bất kỳ ha, bằng ok và chúng ta bằng sum. Sau đó chúng ta bôi đen ở đây, đúng không? Bôi đen hết bảng cho tôi, enter, nó ra kết quả là 2451 254. Chúng ta chuyển sheet data, chúng ta xem 2451 254 như vậy là đúng. Đó, kết quả chúng ta hoàn toàn chính xác nha. Ok, như vậy thì qua video này Phương đã hướng dẫn cho các bạn hàm sum if và hàm sum ms để chúng ta tính tổng có điều kiện. Và cái hàm này rất là thường hay sử dụng trong thực tế để dùng để thống kê báo cáo. Các bạn nhớ đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục đồng hành ở những bài học tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.